Rồi cho Duy Mỹ xin chào các bạn. Hôm nay Duy Mỹ sẽ quay lại trường mé cây xà này các bạn. Cây xà này khác với cái sông, sợ giông gió vô lên nhà đó người ta cho kêu mé đóng luôn, đóng gốc luôn. À lên đây. Chỗ đầu leo các bạn. Leo lên. Đến đây là cái xài tàn dữ lắm các bạn. Má dắt ngoài là trước rồi cho nó trống rồi trường. Có độ sáng. Qua nó tưởng ông gành không cho hai xài cho trong cặp chết này rồi thấy chưa? Thấy thì gà nãy đó. Trong đó có hai xài đó. Và mày nói tưởng mình giờ là ông gành cho cái hai xài đó cái xài cũng bị. Mũ này là mũ này dẻo cũng không sao đâu, mũ này giống mũ này dẻo lắm. Từ một đầu mé các bạn, mé nó nhấn nó rớt. Ghê quá các bạn ơi. Quánh. Buồn rồi, không thấy đâu. Không có treo nữa các bạn, cho nó rơi tự do nó xuống sông luôn. Nếu các bạn thấy thích nhớ cho mình xin một like và một subscribe các bạn. Mạnh lên.
Trường qua nhánh bự bên kia mé luôn rồi mà cho nó gọn luôn. Chà, treo nguyên nhánh bự luôn hả? Đạp luôn. Lại như ta. Rồi quất cái đó luôn đi. Quất cái đó luôn. Đây là đã xong những vết này các bạn, còn vô lên vết chồng nữa. Ơi các bạn ơi, quá nguy hiểm luôn. Queo luôn cho nó queo luôn. Rồi với vợ luôn đi, cho sát luôn đi. Sát vợ luôn. Trời con dính bự luôn các bạn, nó quay ra các bạn. Đó. Đó. Đó, ghê không? Quá nguy hiểm các bạn ơi. Đúng là ông thợ liệu các bạn. Quất một nhánh bự luôn, bây giờ nó qua nó ghê không?
Cái này trường quật cái nhánh này cũng cắt que que khỏi cái trên mái nhà. Anh nói rồi. Cầm tay đi. Quá khéo quá bà ơi. Xả gì nó cạt cái trái nó kìa rồi. Rồi. Rồi ra các bạn ơi, quá nguy hiểm. Rồi là đã xong các bạn, còn bây giờ trường tiền mình cái nhánh nhỏ cái nữa là xuống hạ gốc luôn các bạn. Oh,
Trên đọt là quốc luôn đó. Rồi cho dì Mỹ xin kết thúc video này các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Lại video sau. Bye bye.